Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz hôm nay được mở đầu với phần điểm tin trong tuần. Tiếp theo sẽ là phần tin với những nội dung đáng chú ý sau. Bến lức công nghiệp là động lực phát triển kinh tế xã hội, cần dù chuẩn bị lễ hội dế miếu bà ngũ hành long thượng. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, trong tuần qua, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Giang Trạnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Giang Cần các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham dự họp mặt doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Giang Cần chúc mừng kết quả đạt được về kinh tế xã hội tỉnh nhà trong năm qua, đồng thời trân trọng ghi nhận biểu dương nỗ lực của các cấp các ngành, nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định năm 2017 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và hơn 100 trí thức báo chí, văn nghệ sĩ tham dự buổi họp mặt nhân dịp đầu năm mới đinh dậu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hồ Lâm thông tin đến đội ngũ trí thức, báo chí và nghệ sĩ một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm qua đồng thời nhấn mạnh những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng quý báo đầy trách nhiệm và tâm quyết của đội ngũ trí thức báo chí và nghệ sĩ nhất là trong việc thực hiện các chương trình đột phá công trình trọng điểm và các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm qua Ông Đỗ Hồ Lâm bày tỏ mong muốn đội ngũ trí thức, báo chí và nghệ sĩ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo, chung sức đồng lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà tích cực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Trang Trạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh đến thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thành Quá và Bến Lức. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Trang Trạnh đánh giá cao nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thời gian qua, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động theo hướng dẫn kỹ thuật công nghệ cao của chuyên gia, chú trọng hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu cho nông sản để đảm bảo khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh trên thị trường. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh, chính quyền địa phương phối hợp với các sở ban ngành liên quan mời gọi đầu mối tiêu thụ sản phẩm để người dân doanh nghiệp tìm được hướng đi chung hướng dẫn kỹ thuật cơ chế chính sách đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả giờ rồi là phần điểm tin trong tuần bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như ưu tiên cho các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc những dự án có nguồn vốn và quy mô lớn các dự án đầu tư phát triển các ngành công nghiệp sạch công nghiệp phụ trợ có hàm lượng công nghệ cao ít gây ô nhiễm môi trường Đến nay, Quyện Bến Lức có 11 khu cụm công nghiệp hoạt động, thu hút trên 1.320 doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, góp phần giải quyết việc làm cho trên 57.000 lao động trong và ngoài địa phương. Công nghiệp phát triển kéo theo các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, thu nhập bình quân đầu người của Quyện đạt 50 triệu đồng một người một năm. Quyện cũng chú trọng sắp xếp lại mạng lưới các chợ quy hoạch chợ ở những vị trí có lợi thế thương mại, từng bước hình thành các khu dân cư đô thị thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng. Năm 2017, đi đồ với việc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, quyền không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cùng với đó là bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, phấn đấu đưa Bình Lức trở thành huyện công nghiệp vào năm 2020. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia và y tế, huyện Châu Thành có 4 đơn vị là xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Thành Phú Long và Thanh Vĩnh Đông đăng ký phấn đấu thực hiện. Ngay từ đầu năm, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, quy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà trạm, tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng nhà nước liên quan đến thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Củng cố ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu các cấp, phân công nhiệm vụ các thành viên của ban chỉ đạo trong việc thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã và các nhiệm vụ khác. Giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của các xã. Công tác xây dựng nhà trạm, tăng cường mua sắm trang thiết bị vật tư y tế được quan tâm chú trọng. Song song với đó, các xã trên địa bàn quyền đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, qua kiểm tra chấm điểm, huyện Châu Thành có 4 đơn vị là xã Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Thanh Phú Long và xã Thanh Vĩnh Đông đủ tiêu chí công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016. Nhớ năm qua, Ban Thường vụ Quyền Quỹ Đức Hòa xác định công tác kết nạp đảng viên có tạo quan trọng đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và sức chiến đấu của đảng viên. Năm 2017, Ban Thường vụ Quyền Quỹ Đức Hòa sẽ kết nạp 120 đảng viên mới tại 31 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở trực thuộc quyền quỹ. Với chỉ tiêu trên, quỹ quỹ giao chỉ tiêu kết nạp cho từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó ưu tiên tạo nguồn phát triển đảng viên từ lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, giáo viên, người có đạo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đối với chỉ tiêu phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và 25 đảng viên và lực lượng dự bị động viên là 5 đảng viên. Ban thường chủ quyền quỹ đặc biệt lưu ý các cấp quỹ, tổ chức đảng không được chạy theo chỉ tiêu mà khả thấp tiêu chuẩn kết nạp đảng viên mới hoặc có nguồn nhưng không quan tâm bộ dưỡng kết nạp. Cùng với quá trình phân đấu trang luyện, các đảng bộ chi bộ cơ sở cũng đã phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời động viên quần chúng tu dưỡng trang luyện từ trong thực tiễn cơ quan đơn vị. Tại các xã dùng cao của huyện Tân Hưng như Hưng Hà, Hưng Điện và Hưng Điền B, phần lớn diện tích sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân sớm thì tiếp tục gieo xạ lúa vụ 2 xuân hè, số còn lại thì chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác để cải tạo đất tăng thu nhập. Trong đó mẹ là cây trồng cũng được nhiều nông dân chọn trồng trong vụ xuân hè năm nay. Theo số liệu thống kê, đến nay nông dân ba xã dùng cao của huyện đã xuống giống được 154 ha mè, chủ yếu là hai giống mè vàng và mè đen. Diện tích trồng mè tập trung nhiều nhất ở xã Hưng Điền và Hưng Điền B. Hiện tại, mè đang trong giai đoạn cây con và rau qua, Nhờ thời tiết thuận lợi nên mè trong vụ này đang sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Theo người dân trồng mè ở các xã này cho biết, với tình hình mè phát triển tốt như hiện nay, và giá mè đang ở mức khá cao khoảng 40.000 đồng một ký. Nếu mức giá này ổn định đến cuối vụ thì nông dân trồng mè sẽ thu được lợi nhuận cao. Trong vụ xuân hè này, huyện Tân Hưng có kế hoạch gieo xạ 850 ha mè, trong đó ba xã dùng cao Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B là 700 hectare. Vụ lúa mùa đông xuân năm 2016, nông dân huyện Cần Duộc gieo cấy 5.600 hecta với các loại giống chủ yếu như OM1352, OM6976, OM4900 tại nguyên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng những cơn mưa trái mùa vào cuối năm, nên có hơn 1.600 hecta lúa đông xuân đã bị đổ ngã, gây thiệt hại từ 30 đến 40%, thậm chí có diện tích thiệt hại đến 80%. Việc lúa đổ ngã không chỉ ảnh hưởng đến năng suất chất lượng hàng cào mà còn đẩy giá công cắt tăng cao. Ông Phạm Ngọc Bảy, ấp Thuận Tây, xã Thuận Thành cho biết. Vụ hè thu đông xuân năm nay, đó, đầu tiên xạ thì bị nước và mưa nó bị chìm và xả đi xạ lại nhiều lần nó bị hư hao tài sản cho bà con. Cái nhất cái thứ hai nữa là khi mà xạ được rồi, cái vụ đông xuân này đó, thu hoạch đó, thì thường năm á, là mỗi một năm thí dụ là trên khoảng 20 sào á, là có thể là được 20 bao nhưng năm nay á, cái chỉ là được 5 bao nhưng mà máy liên hợp kêu vào làm á, thì máy liên hợp cũng không làm để được cho bà con nhưng mà nó bị ngã rồi mưa thì lợi nước nhiều dâng lên và bà con nó không thể nào máy liên hợp để gặt được phải kiếm dân lao động để làm cắt tay gặt hoặc kiếm thu hoạch thì bà con ở đây cũng thất bại cũng nhiều lắm Tính đến nay, nông dân Cần Duột đã thu hoạch 4.000 hecta lúa mùa đông xuân, năng suất ước đạt 3,8 tấn một hecta. Chi phí sản xuất cao, năng suất lúa giảm nên nông dân bị thua lỗ. Hàng năm cứ vào ngày 18 đến 20 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Dế Miếu Bà Ngũ Hành ở xã Long Thượng, quyền Cần Duột được tổ chức thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương đến dân hương cúng diễn. Miếu Bà Ngũ Hành là nơi thờ phượng Ngũ Hành Nương Nương, năm vị phúc thần cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa nhà nhà ấm no hạnh phúc lễ hội dưới bàn ngũ hành phản ánh một cái cạnh đời sống tâm linh của cư dân trong vùng đây là lễ hội được tổ chức với các nghi thức và nghệ thuật diễn sướng dân gian như chầu mời thỉnh bà dân bông dân mâm bán lộc hát chập địa nàng để lễ hội được tổ chức trang trọng chu đáo từ ngày mùng 10 âm lịch ban quản lý di tích ban hội hương và người dân địa phương đến miếu phụ giúp trang trí dọn dẹp đến khi lễ hội kết thúc Ông Nguyễn Văn Công, Phó ban Hội Hương Miếu Bà Ngũ Hành cho biết. Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng tổ chức hàng năm là để phục vụ vấn đề tâm linh của bà bà con khách phương xa để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thế dân an, gia, gia đình ấm no hạnh phúc. Và lễ hội mang tính chất nét đẹp truyền thống, không bao giờ có mê tín dị đoan hay là bất cứ vấn đề hữu tục gì xảy ra, ngoại trừ là, là thắp hương cầu nguyện tâm linh lễ hội miếu bà năm nay diễn ra cũng là ngày lễ cánh thành trùng tu miếu bà mới và ban hội hương và tất cả bà con xung quanh khu vực rất háo hức đó đón chờ để mà mừng cho một năm lễ hội thành công tốt đẹp. Miếu bà Ngũ Hành xã Long Thượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào tháng 2 năm 1997 và tháng 12 năm 2014. Lễ hội chế miếu bà ngũ hành được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân gian ở địa phương đối với di tích miếu bà ngũ hành, năm 2016, miếu được trùng tu nâng cấp, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng do người dân địa phương và các thập phương đóng góp. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, ước tính có 30.000 lượt người đi lễ. Địa phương tăng cường lực lượng bảo vệ quanh miếu để giám sát việc dân hương của du khách, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Những con tàu cặp cảng cá sa kỳ quảng ngãi đầy áp cá tôm chở theo niềm vui của người dân sau nhiều ngày dài dương khơi bám biển. Ngay từ sáng sớm, hàng chục chiếc tàu cá đầy áp cá nục nối đuôi nhau về bến. Tàu cập cảng, người dân cùng các bạn thuyền nhanh chóng đưa cá ra khỏi khoang chuyển lên bờ để tiêu thụ. Giá cá có giảm hơn trước Tết, nhưng sản lượng đánh bắt của những chuyến biển đầu năm tăng cao. Trừ chi phí sản xuất, người dân và bạn thuyền có thu nhập khá hoạt động thu mua khải sản nguyên liệu phục vụ cho khâu lưu thông trên thị trường cũng như xuất khẩu của các đơn vị cũng thuận lợi ngay từ đầu năm được mua biển là động lực để ngư dân quảng ngãi tiếp tục dương khơi bám biển để những lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc luôn thắp sáng khắp vùng biển của đất nước một nhóm gồm chính thần nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa đã yêu cầu tổng thống donald trump có cách tiếp cận cứng rắn với nga trước đó nhiều nghị sĩ mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng ông trump có thể sẽ quá thỏa hiệp với moscow trong một bức thư gửi Tổng thống Trump, nhóm nghị sĩ trên trong đó có John Kearney, nhân vật thứ hai của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, nói rằng sự hợp tác với Moscow trong nhiều lĩnh vực là rất quan trọng, nhưng kêu gọi có hành động cứng rắn với Nga trong vấn đề Ukraine, Syria và an ninh mạng. Họ cho rằng Mỹ còn lên án và có biện pháp ngăn chặn Nga xâm lược Ukraine, trong đó có duy trì các biện pháp trừng phạt và áp đặt các trừng phạt mới nếu cần thiết. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng muốn ông Trump cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để tự dậy. Lá thư cũng cho rằng Washington không nên tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow trong vấn đề Syria cho đến khi Nga ngừng hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Ứng cử viên Tổng thống Pháp của đảng Cộng hòa theo đường lối trung hữu François Fillon đã yêu cầu các điều tra viên ngừng cuộc điều tra về bê bối tài chính liên quan đến việc ông này sử dụng công quỹ để trả lương cho các vị trí do chính vợ và con mình đảm nhiệm. Các luật sư của ông Fulon gọi cuộc điều tra kéo dài khai tuần qua về gian lận tài chính nhằm vào vợ chồng cựu thủ tướng Pháp và hai người con là trái phép, cha đạp hoàn toàn lên dẫn nguyên tắc dân chủ. Ông Fulon và các luật sư cũng cho biết đã đệ đơn khiếu nại về tính trung lập của các điều tra viên khi cho đăng tải dẫn thông tin liên quan đến cuộc điều tra trên báo chí trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp diễn ra. Dù bê bối tài chính chủ yếu xoay quanh các thông tin do báo chí Pháp phanh phui, theo đó, ông François Fulin được cho là đã lạm dụng khoản công quỹ dành cho các nghệ sĩ quốc hội để trả cho vợ mình. Bà Benelope Fulin gần 1 triệu euro, 1,07 triệu đô la Mỹ, tiền lương trước thuế cho cương vị trợ lý trong một thời gian dài. Công việc mà bà này bị cáo buộc là hầu như không thực hiện trong thực tế. Ông Philin cũng bị điều tra về việc thuê khai người con làm một số công việc cho mình trong giai đoạn 2005-2007 với mức thù lao trước thuế là 84.000 euro, 91.000 đô la Mỹ. Hai vợ chồng ông Philin và những người con liên quan đều đã bị triệu tập để thẩm vấn trong tiến trình điều tra vụ bê bối tài chính. Để đối phó với tỷ lệ sinh thấp trong dịp Valentine năm nay, chính phủ Thái Lan đã phát động chiến dịch khuyến khích sinh đẻ. Theo đó, các nhân viên y tế sẽ cung cấp vitamin bổ sung và tư vấn miễn phí cho những phụ nữ đang chuẩn bị sinh con. Bắt đầu từ 8 tháng 2, những phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 34 khi đăng ký kết hôn tại các trụ sở chính quyền ở địa phương sẽ được phát một hộp axit folic và sắt bổ sung cùng một quyển cẩm nang nhỏ hướng dẫn chăm sóc trong thời gian mang thai. Theo Bộ Y tế Thái Lan, tỷ lệ sinh ở nước này hiện rất thấp. Giờ rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.